Đã bao giờ anh muốn đốt xe chưa? Chưa. Cái là đi thì bán xe ca được giá. Bên đê cho anh thấy mấy bên của hồ ta đi. Được giá anh xe khác. Không sợ. Anh em đừng đốt. Đốt là mất đi bán xe ca là mất giá trị.